Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trước của Hyundai Sonata 2018 đến 2021. Đây là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp. Đây, anh em có thể nhìn, đây chính là cái dàn lạnh phía trước của nó. Với cái dòng Hyundai Sonata này ra thì có thể nói là rất là thu hút khách. Từ mẫu mã xe cho đến khoang xe nó cũng khá là rộng, tiện dụng cho việc vận hành khách, nó vừa nhỏ gọn mà cũng không quá là cồng kềnh so với khu vực đô thị. Với cái sản phẩm này thì nó sẽ có thông số kỹ thuật là chiều ngang của nó thì nó rơi vào là 22,3, chiều cao của nó sẽ rơi vào là 25, và độ dày của sản phẩm thì nó sẽ rơi vào là 4,5. Cái sản phẩm này thì là hàng liên doanh cao cấp nên anh em có thể nhìn này, từ các cái chất lượng nhôm này, chúng ta nhìn thấy nó rất là sắc nét này. Các cái lan này thì nó rất là nhỏ, nhỏ thì nó dày, tức là dày thì nó sẽ là nhiều nhôm và nó sẽ rất giúp đến là cái bảo vệ cái và dẫn nhiệt cho cái hệ thống điều hòa rất là tốt. Đó. Đây chính là cái sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em. Anh em quan tâm tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm hãy liên hệ trực tiếp với em theo số 0769086633. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.